xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh chi Bru chia sẻ cuộc sống của mỹ à, thì hôm nay tất cả mọi người ở khắp nơi thì đang chuẩn bị là đón chào năm mới và tiễn đưa năm cũ thì giáng sinh cũng đã vừa bước qua rồi các bạn thì bây giờ mọi người chuẩn bị là sắp sửa là đón uh, new year à, đón năm mới thì uh, chi không biết là tất cả mọi người có ai có tâm trạng giống như chi hay không nhưng mà riêng về chi á, thì uh, chi có một cái thói quen là mỗi khi mà gần hết năm đó các bạn vào những cái ngày cuối năm á thì chi hay giống như là có những cái suy nghĩ là mình à, xem xét lại à, mình suy nghĩ lại những cái chuyện đã qua những cái điều mà mình đã làm được và chưa làm được trong cái năm vừa qua à, giống như là mình chiêm nghiệm lại. À, những cái mục tiêu, những cái hoài bão của tương lai mà mình đã đặt ra mà mình xem xét lại là mình đã làm được cái điều đó được hay chưa và mình đã thành công được những gì và điều gì mà mình chưa hài lòng và mình sẽ tiếp tục đặt ra những cái mục tiêu và những cái suy nghĩ và cái định hướng cho cái tương lai vào cái năm tiếp theo của mình đó là cái thói quen của chi từ hồi xưa tới bây giờ và hôm nay chị chia sẻ với các bạn một chút về những cái suy nghĩ tích cực và những cái tư duy tích cực của chi để đó là những cái động lực mà để làm cho chi tạo nên cho chi những cái sự thành công nhất định trong cái công việc và cuộc sống của chi. đó thì như các bạn cũng biết rằng chị đã từng nói chia sẻ vào những cái video trước là chi xuất phát điểm của chi là một cái người làm kinh doanh từ khi còn rất trẻ. À, sau khi lập gia đình là bắt đầu là chị bước vào con đường kinh doanh, thì à, sau khi á, là chị làm kinh doanh được vài năm, chị tích lũy được một cái số vốn, thì sau khi chị sinh đứa con trai thứ hai của chị là bắt đầu chị bước vào cái lĩnh vực kinh doanh thời trang và đó là cái nghề mà chi gọi là đam mê và chi theo đuổi và chi có đặt rất là nhiều tâm huyết vào trong cái nghề đó là chi kinh doanh về thời trang cho tới tận bây giờ cho tới sau khi mà trước khi mà chi đi qua mỹ thì chi mới tạm thời là ngừng lại cái công việc kinh doanh về cái ngành thời trang đó thì trong cái quá trình làm đó các bạn thì nói chung là chi cũng có rất là nhiều may mắn có nghĩa là mình gặp được và mình học hỏi được từ rất là nhiều người để mà chia sẻ với mình những cái kinh nghiệm bởi vì à, sau khi mà chi kinh doanh à, cái hàng thời trang của chi được vài năm á thì à, khoảng 4 năm sau khi mà chi khởi nghiệp kinh doanh thời trang là chi bước qua cái cái, cái chi lấn sân qua cái việc mà chi kinh doanh thời trang hàng, hàng sách tay đó các bạn thì thời điểm đó các bạn biết là hàng sách tay ở Việt Nam của mình á, họ rất là chuộng bởi vì những người họ càng có tiền họ càng có cái gu ăn mặc cao cái thẩm mỹ cao thì họ là càng đòi hỏi là họ mặc đồ họ không muốn đụng hàng với người khác và sản phẩm của họ phải chất lượng và họ phải à, bỏ đồng tiền ra nhưng mà họ muốn có những cái quần áo hay là những cái sản phẩm mà họ yêu thích và và nó độc và nó lạ cho nên nó nắm bắt vào được cái tâm lý đó và chi nắm bắt cái thời cơ đó và chi chi bước vào cái cái, cái công việc mà kinh doanh hàng sách tay và chi đi À, Trung Quốc và chị đi Hồng Kông và chị đi Thái Lan và chị đi những cái nước mà gọi là coi à, có nghĩa là giống như là để mà mình lấy những cái, cái 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 hàng thời trang để mình về mình bán cho cái cửa hàng của mình à, chi tự đi lấy hàng sách tay lúc đó chị đi rất là cực các bạn làm rất là cực tại vì mình á, là mình không hiểu biết về cái ngôn ngữ của người ta rồi đường đi nước bước mình cũng không biết cho nên là mình phải tự tìm hiểu chi tự tìm hiểu trên mạng chi tự tìm hiểu và chi chia sẻ từ những cái người đã đi trước và và chi cũng may mắn gặp được những cái người mà người ta đã đi trước mình về cái lĩnh vực đó, người ta chia sẻ lại với chi và hướng dẫn cho mình. Và sau khi chi đã bước vào cái công việc đó thì thật sự mà nói là chi cũng rất là may mắn và có lẽ mình cũng có duyên với lại cái ngày này cho nên là chi cũng đạt được một số thành công nhất định trong cái công việc kinh doanh thời trang của chi. Và cái shop, cái cửa hàng thời trang của chi á từ ban đầu là chi mở một cái shop rất là nhỏ nhưng mà từ từ sau vài năm vài năm là chi khuất trương lên một cái shop của chi rất là lớn nó giống như một cái siêu thị nhỏ vậy đó các bạn chi kinh doanh tất cả các mặt hàng ở trong đó là dành cho phụ nữ và nam là quần áo thời trang mắt kính túi sách tất cả mọi thứ và hàng trong cái cửa hàng của chi bán là chi tập trung vào cái đối tượng là cho những cái người à, từ khoảng độ 30 tuổi trở lên có nghĩa là hàng trung chứ không mình chi không kinh doanh theo cho cái lớp trẻ mà là cái cửa hàng của chi là phục vụ cho những cái người à, trung, coi như từ khoảng 30 tuổi trở lên và có thu nhập cao, có nghĩa là những cái sản phẩm chi bán là nó hơi gọi là nó hơi uh, giá nó hơi cao cấp một chút. Đó nhưng mà những cái đó, những cái suy nghĩ đó, cái định hướng cho cái nguồn khách hàng của mình đó nó đã tạo cho mình có một cái lượng khách hàng trong cái công việc của mình trong cái 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 công việc của mình là mình phục vụ cho cái đối tượng đó cho nên là những khách hàng tới cái shop của chị đa phần là những người trung trung cỡ 30 40 50 đó, trở lên là người ta đến và người ta tìm những cái mặt hàng đẹp và tuy rằng nó hơi mắc một chút nhưng mà những đối tượng đó khi người ta đã đến người ta lựa chọn được cái sản phẩm của người ta thì người ta sẽ không có ngại về vấn đề giá cả khi mà người ta chọn được một bộ đồ vừa đẹp vừa độc vừa lạ và không có đụng hàng ít có đụng hàng với ai chỉ có vài chiếc hoặc là những cái mẫu đó mà họ cảm thấy rằng họ vừa vặn với họ và giống như là mình mình đo ni mình đóng giày mình lựa chọn cho họ vậy. Cho nên là đó là cái sự thành công mà khi mà mình làm cái công việc mà mình yêu thích và mọi người tin tưởng mình và mình à, thật sự lúc đó là chi làm cái công việc đó chi rất là thích tại vì mình vừa đam mê mà mình cảm thấy những cái cái à, những cái tâm huyết của mình đặt vào đó là mình được gặt hái được thành công là mình lúc đó là công việc của chi làm rất là phát triển các bạn đó thì mà tới mãi tới năm sau tới năm 2013 thì bắt đầu chi mới bước qua chi mới có cái dịp có cơ hội là chị thử đi Mỹ đó để mà chị lấy hàng sách tay từ Mỹ thì lúc đó là rất là nhiều người cũng chuộng hàng sách tay Mỹ lắm các bạn mà chi cũng lấy một số hàng sách tay Mỹ thì cũng từ những cái người người ta cũng có nguồn hàng về Việt Nam rồi chi lấy chi bán lại hả nhưng mà sau khi đó là chi lại nghĩ rằng à, tại sao mình lại không thử mình đi tìm cái thị trường ở đó để mình làm và chi bắt đầu là năm 2013 là bắt đầu chi bước và chi xin được cái visa đi Mỹ đó để mà chi đi lấy hàng sách tay đi qua bên Mỹ Chị đến những cái mo những cái shop đó Rồi bắt đầu chị lấy những cái mẫu hàng đó để chị đem về Việt Nam chị bán Đó là quá trình mà chị kinh doanh về hàng thách, hàng sách tay Thì thật sự là trong những cái công việc mà chị làm đó là do cái đam mê của mình Và cái nhiệt huyết của mình và cái tư duy tích cực của mình Cho nên nó làm cho mình cũng đạt được một số thành công nhất định hay nói là chị mình mình cảm cảm thấy rằng đó là cái sự thành công của mình bởi vì mình đặt tâm huyết vào đó và mình làm những cái điều gì đó mà mình muốn và kế hoạch mình đặt ra là mình đạt được cái mục tiêu có nghĩa là những cái kế hoạch mình đặt ra là mình đã đạt được và đó là mình cảm thấy là mình tự hào về cái bản thân mình là mình đã thành công được với cái công việc của mình đó cho nhưng mà Song song đó khi mà mình làm công việc thì những cái thành công đó mình cũng có trải qua rất là nhiều thất bại các bạn. Nó không phải là thất bại gì nhưng mà nó khó khăn, nó gặp, nó đưa cho mình những cái khó khăn về ngôn ngữ khi mình đi nước ngoài mình lấy hàng mình sẽ gặp khó khăn về ngôn ngữ. Rồi mình phải cần à, giống như là vốn liếng của mình là mình phải suy nghĩ mình đem về nhiều khi vốn liếng của mình, mình, mặt hàng mình bán chưa kịp thì nó sẽ bị ứ tồn những cái hàng đó thì mình phải làm như thế nào để mình nhanh chóng mình phải thanh lý gọi là mình bán những cái hàng đó để mà mình mình hoàn vốn lại để mà mình lấy những cái lô hàng khác nữa đó là những cái khó khăn trong cái công việc kinh doanh của mình đó nhưng mà mình đã vượt qua nó mình sắp xếp mình vượt qua nó một cái cách là nó cũng cũng không có gì mà gọi là khó khăn quá có nghĩa là mình linh hoạt được, mà linh hoạt được là trong tất cả công việc của mình đó và song song đó khi mà chi làm là trong công việc kinh doanh của chi đó mỗi khi mà chi khuyết trương lên hoặc là chi làm một cái việc gì đó thì tất cả mọi người trong gia đình hoặc là à, những người biết được những cái ý tưởng kinh doanh của chi thì họ cũng đều hay rất là lo ngại cho chi rằng sợ rằng mình sẽ làm như vậy là mình sẽ bị mất tất cả hay là mình sẽ bị thất bại thì nhưng trong suy nghĩ của chi thật sự á, là hồi nào tới bây giờ chi kinh doanh không bao giờ chi sợ cái vấn đề hai chữ thất bại chi không sợ những chữ thất bại các bạn mỗi khi chi đặt ra một cái mục tiêu nào đó hoặc là chi làm một cái điều gì đó chi đều suy nghĩ một cái hướng rất là tích cực có nghĩa là nếu như ví dụ chi thành công đó là mình đã làm hết được, mình đặt hết cái tâm huyết của mình và mình đặt hết được cái những cái hoài bão và những cái mơ ước của mình vào đó thì mình thành công đó là một cái điều mà gọi là mình cố gắng mà đạt được đúng không các bạn. Nhưng khi chi suy nghĩ rằng chi cũng có đã suy nghĩ chứ, mỗi khi mà chi làm một cái gì đó chi sẽ suy nghĩ hai hướng, một là thành công, hai là thất bại thì nó sẽ như thế nào. Chứ không bao giờ mà mình nghĩ rằng mình làm là mình sẽ thành công chi không bao giờ có một cái suy nghĩ như vậy có nghĩa là cái đó suy nghĩ là háo thắng thì có nghĩa là mình không không có suy nghĩ đó mình cũng có đưa ra một là thành công hai là thất bại nếu thất bại thì chi chỉ nghĩ đơn giản rằng sự thất bại đó sẽ mang đến cho mình một cái giá trị rất là nhất định có nghĩa là một cái giá trị rất là lớn sự thất bại đó chi xem như đó là một cái giá để mình phải trả và một cái bài học để cho mình có thể rút được qua đó để mà mình mình có thể là rút được cái bài học cho cái hành trình tiếp theo của mình cho công việc tiếp theo của mình mình sẽ không vấp ngã qua những cái, cái 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 bài học đó đó là cái suy nghĩ của chi cho nên là chi làm bất cứ một cái điều gì trong tâm thế của chi không bao giờ chỉ đặt cái vấn đề mà sợ thất bại trong đó cho nên là chi cứ thế chi làm cái tư duy của chi rất là tích cực các bạn khi mà chi ở gần một cái người nào đó mà bạn nào có suy nghĩ tiêu cực hay là bạn nào nói một cái điều gì đó quá chán nản là chi không thích nghe có nghĩa là chi không thích gần ở những cái bạn tiêu cực có nghĩa là Chi luôn luôn làm một cái điều gì đó tích cực lên để cho mình thay đổi cuộc sống của mình Để cho mình tạo được cái cái giống như là một cái năng lượng cho mình để mà mình làm việc tốt hơn cho nên chính vì những cái suy nghĩ tiêu cực đó những cái suy nghĩ tích cực đó luôn luôn làm cho mình hào hứng mà mình đam mê để mà mình làm công việc của mình và chính những điều đó đã đưa cho chi đã gặt hái đã làm cho chi gặt hái được của một số thành công nhất định nó và à, chi cũng phải thật thật sự mà nói là chi tự hào về bản thân mình có nghĩa là mình cũng không phải là một làm cái gì đó quá to lớn hay là mình quá thành công vĩ đại như những cái người khác nhưng so với bản thân mình với những nỗ lực của mình những cố gắng của mình và những cái số vốn ít ỏi của mình bỏ ra và mình đã tạo dựng được những cái gì hơn cả sự mong đợi của mình đó là cái sự thành công đúng không các bạn khi các bạn làm bất cứ cái điều gì các bạn thành công trong cái sự cố gắng nỗ lực của mình thì các bạn phải tự hào vì đó là mình đã làm được đó là mình tự hào về bản thân mình cái sự thành công của mình và chi cũng vậy đó rồi nhưng mà sau khi đến đến năm 2013 2014 thì có nghĩa là chi cũng đi Mỹ một vài lần để mà chi lấy hàng chi bán thì cũng là cơ duyên thì lúc đó là chi mới đi qua Mỹ là chi cũng đi xem trường học cho con gái đó thì chi dự định cho con chi đi qua Mỹ học và chị đã uh, lo cho con gái uh, học hành ở bên đây rồi thì uh, lại có một cái cơ duyên nữa trong cuộc sống của chi thì nó có cũng xảy ra rất là nhiều uh, biến cố các bạn. Nhưng mà mình cũng uh, hôm nay mình không nói ra những cái vấn đề đó ở đây, mình chỉ nói là có những có những điều trong cuộc sống mình uh, có có những điều mà mình cũng không thể nào mình đoán trước được các bạn à, nếu mà mình đoán trước được thì không có ai phải trải qua những cái à, khổ đau hay là những cái à, à, sự thất bại trong cuộc sống đó. Cho nên nhưng mà chi thì chị nghĩ rằng à, có thể là trong những cái thất bại thì mình sẽ có những cái con đường mở ra cho mình để mà mình bước tiếp được và cũng một cái cơ duyên là chi đã có mặt ở mỹ này à, thì sau khi mà chi lo cho con cái chi học hành xong thì chi cũng uh, đi chơi chỗ này chỗ kia khuây khỏa đó và cũng có một cái uh, suy nghĩ về cái thay đổi tư duy của mình để mà có những cái định hướng tương lai tốt hơn cho con cái của chi cho nên là chi đã quyết định chi uh, ở lại mỹ và chi quyết định là chi uh, chọn ở mỹ là cái quê hương thứ hai của mình để mà lập nghiệp và khởi nghiệp và sau đó là Chị lại bắt đầu tiếp tục cái con đường kinh doanh của mình ở đây chi muốn làm được cái điều đó nhưng mà chi chưa có cơ hội thực hiện được và đó là chi bước qua đây là cũng là giống như mọi người là cũng chưa biết bắt đầu từ đâu là mình phải làm lại từ đầu chi đã bắt đầu ở mỹ này bằng mà có nghĩa là giống như bằng con số 0 có nghĩa là mình những cái gì ở uh, kinh nghiệm và những cái gì kinh doanh ở việt nam mình đem qua đây là mình chưa sử dụng được cái gì hết có nghĩa là mình chỉ đó là cái vốn kiến thức kinh nghiệm mình tích lũy được bao nhiêu năm nhưng mà chi nghĩ rằng một ngày nào đó chi sẽ sử dụng được nó ở đây à, nhưng mà bây giờ hiện tại là chi vẫn đang đi làm neo và chi vẫn đang ấp ủ và nuôi những cái hy vọng những cái mơ ước là một ngày nào đó mình sẽ làm được những cái điều mà mình đã đam mê và mình đã muốn theo đuổi nhưng mà mình không biết là mình có có duyên hay là mình có còn duyên để mình thực hiện được điều đó hay không nhưng chi luôn lúc nào cũng suy nghĩ rất là tích cực và mình cứ nghĩ rằng mình phải làm, mình phải thay đổi nếu mà mình không làm thì mình sẽ không bao giờ thành công được những cái điều gì mà mình muốn. Cho nên là chi đang à, à, tạo cho mình một cái, à, có nghĩa là một, mình đang xây dựng cho mình một cái ước mơ nhưng mà mình chưa biết là đến khi nào mình thực hiện được điều đó thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nhưng bây giờ thì mình đang tạo được cho mình một cái giống như một cái động lực mình có một cái động lực và những người bạn để truyền cái nhiệt huyết và tạo cái động lực cho mình để mình làm nhưng mà mình vẫn còn phía trước rất là nhiều khó khăn à, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm những cái khó khăn của mình sau này nữa bởi vì bất cứ một cái điều gì làm khi mà bắt đầu làm hoặc là bạn muốn đạt được cái sự thành công mà bạn phải trải qua rất là nhiều khó khăn và chi đang hiện tại bây giờ đang trải qua những cái khó khăn đây và khó khăn ở đây không có phải là khó khăn về vốn liếng tiền bạc mà là khó khăn về cái việc mình phải đối phó với gia đình mình phải làm như thế nào để gia đình mình hiểu những người thân của mình hiểu công việc của mình làm như thế nào bởi vì những người không hiểu biết về cái công việc của mình đang làm thì họ sẽ có những cái suy nghĩ khác họ nghĩ rằng ờ, mình lại lại không an phận hay là mình lại muốn làm một cái gì điều đó một cái điều gì đó mà nó 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 khác biệt quá có nghĩa là đối với người khác thì họ sẽ không chấp nhận được cái suy nghĩ và cái cách làm của mình cho nên là chị đang trải qua và chị đang đối phó với những cái suy nghĩ đó. Nhưng mà đối với chi là những cái điều đó không có không có thể nào làm cho chi dừng bước được và không có thể nào làm cho cản đường của chi bước đi được. Cho nên là chi vẫn đang làm và chi đang thuyết phục và chi đang để cho mọi người làm cho mọi người thấy rằng cái con đường của chi đang đi và cái sự lựa chọn của chi nó đúng và một ngày nào đó chi sẽ hy vọng rằng những cái điều của chi làm nó sẽ mang lại một cái kết quả để cho mọi người nhìn nhận thấy được rằng cái sự cố gắng của chi như thế nào thì hôm nay cái clip cũng đã hơi dài chị cũng nói sơ về cái vấn đề mà à, tại sao mà chị thay đổi kinh doanh, à, thay đổi cái tư duy để mà à, suy nghĩ tích cực hơn để mà mình muốn thay đổi một cái gì đó trong cuộc sống của mình để cho các bạn thấy rằng bất cứ một cái điều gì mình làm thì phải trải qua cái quá trình như thế nào có nghĩa là phải thực hiện cái ước mơ của mình rồi cái tư duy của mình nó phải tích cực và mình phải được có nghĩa là may mắn là mình gặp được những cái người chia sẻ cho mình hướng dẫn mình để làm được những cái điều gì mà mình mong muốn đó là nó gặp rất là nhiều có nghĩa là người ta, người ta đã nói một cái câu là thiên thời địa lợi nhân hòa và mình sẽ gặp được nhiều cái hội họ tụ họp lại thì mình mới có thể làm được cái điều đó chứ không hẳn là một mình các bạn không thể nào mà đặt ra là mình làm được điều đó nó phải cộng hưởng nhiều yếu tố. Nhưng mà đối với những người mà có quyết tâm, có những những bạn mà có quyết tâm và có ý chí mạnh mẽ thì chi tin rằng các bạn sẽ làm được và sẽ đạt được thành công dù ít hay nhiều. Và đó là những cái trải nghiệm mà chi đã gặt hái được bởi vì trong kinh nghiệm của chi và những cái trải nghiệm của chi. Chi đã thấy rằng chi trải qua rất là nhiều công việc và những cái điều chi quyết định, chi quyết tâm chi làm được là chi đều thực hiện được trong cuộc sống của chi, trong cái quá trình chi làm ở Việt Nam là chi đều thực hiện được hết những cái điều mà mình làm tại vì mình đặt hết tâm huyết vào đó. Và mình tìm hiểu, mình tìm tòi, mình học hỏi và mình cố gắng mình làm là mình sẽ đạt được các bạn. Mặc dù mình trải qua những cái trong cái khó khăn hoặc là những cái thất bại nhỏ nhưng mà cái sự thành công của mình nó lớn hơn là những cái sự mà thất bại đó và trong cái những những, trong có thể là trong những cái cái công việc của mình có nhiều người họ phải trả giá có nghĩa là cái sự trả giá về một cái vấn đề nào đó thì thật sự không có một cái thành công nào mà các bạn không phải trả giá cả ai cũng phải trả giá hết mà cái giá đó trả như thế nào và các bạn có thể dám đương đầu với những cái thử thách đó hay không để mà mình trả giá để mà mình nhận lại được những cái thành công của mình đó mới là cái suy nghĩ và cái tư duy tích cực của những người mà muốn thay đổi cuộc sống của mình để mà làm cho một cái sự khác biệt hoặc là muốn là có nghĩa là không có gì, giống như những cái người khác mà họ an phận. Đối với những người an phận thì chị không nói tới nhưng mà đây là chị nói với những bạn nào mà đang có cái suy nghĩ, những cái tư duy tích cực, những cái suy nghĩ mà muốn thay đổi cuộc sống của mình, muốn tìm một cái gì đó tốt hơn cho cái tương lai của mình hoặc là muốn định hướng cho mình làm một cái công việc gì đó mà với cái đam mê với cái nhiệt huyết của mình thì chi hy vọng những cái chia sẻ của chi sẽ giúp cho các bạn có một cái phần nào đó cảm thấy rằng hãy tự tin và mạnh dạn và quyết đoán trong cái suy nghĩ và làm việc của mình. Hãy thay đổi tích cực, có nghĩa là suy cái từ cái tư duy thay đổi thì các bạn sẽ đưa lên được cái hành động, có nghĩa là các bạn suy nghĩ tích cực các bạn sẽ hành động được theo cái cách tích cực đó. Và mình cứ làm với hết sức của mình thì một ngày nào đó mình sẽ thành công và mình sẽ gặt hái được những cái gì mà mình làm được đó là cái kinh nghiệm và trải nghiệm của chi chia sẻ với các bạn như vậy thì hôm nay là clip cũng dài rồi thì à, chi xin tạm dừng ở đây chia sẻ chia sẻ và tâm sự với các bạn vào những cái dịp khác à, cảm ơn các bạn rất là nhiều các bạn ơn các bạn là đã quan tâm à, tới xem những cái clip của chi chia sẻ nếu các bạn cảm thấy rằng cái clip của chi có bổ ích cho các bạn thì các bạn hãy like cho chi và subscribe cái kênh của chi và để có thể là các bạn à, thấy được những cái clip sau mà chị post lên cho mỗi khi mà chị post lên các bạn sẽ nhận được những cái clip đó à, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều à, chúc cho các bạn tất cả mọi người được năm mới được nhiều sức khỏe và bạn sự như ý là tất cả các bạn là cũng đều được hạnh phúc và thành công trong cuộc sống à, bye tất cả mọi người